Chào các bạn tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda FX vừa mới ra mắt tại triển lãm xe máy Việt Nam 2017. Sau một thời gian dài có mặt tại Việt Nam, Honda FX đã chính thức được ra mắt phiên bản mới rất nhiều nâng cấp đáng kể về thiết kế bên ngoài của mẫu xe con tay cỡ nhỏ có diện mạo hoàn toàn mới và bắt mắt hơn. Thay đổi dễ dàng nhận thấy là hệ thống đèn chiếu sáng của mẫu xe này với đèn LED thiết kế 2 tầng tạo liên tưởng tới một người máy. Honda FX còn nổi bật với cặp giảm sóc trước hành trình ngược upside down. Phần bình xăng được thiết kế lại tạo cảm giác liền mạch hơn, nhưng lại bị đánh giá là hơi xấu, giảm đi cái sự góc cạnh của mẫu xe này. Một chút thay đổi của yên xe như nâng cao ra cái vị trí người ngồi sau giúp cho chiếc Honda FX mạnh mẽ hơn. Sẽ được trang bị phanh đĩa trên cả hai bánh trước và sau. Mẫu xe này còn sở hữu cặp lốp không xăm kích thước là 12 inch. Phía sau vẫn là giảm sóc dạng mono. Trái tim của Honda FX vẫn là khối động cơ 100cc với công suất là 9,25 mã lực, cho mô men xoắn cực đại là 10,6 Nm. Tỷ số nén mẫu xe này cũng đạt 9,3:1. Xe được trang bị hộp số 4 cấp. Honda FX được bán mức giá khởi điểm là 50 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.